Xin chào các bạn. Đã có bao giờ các bạn tự hỏi rằng các bạn có rất nhiều mail và các bạn muốn quản lý tất cả các mail đó thì các bạn phải làm như thế nào? Câu trả lời rất tưởng chừng rất là khó khăn cho các bạn, thì hôm nay mình xin trả lời cho các bạn rằng mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một app tên là Outlook 365. App này có trong App Store của hệ điều hành iOS cũng như là CH Play của hệ điều hành Android. Đầu tiên là các bạn phải vào App Store ở trên iOS hoặc là CH Play của Android để các bạn search. Các bạn gõ Outlook hoặc là Outlook 365. Rồi, sau đó các bạn tải cái app của Microsoft Outlook về. Trước khi tải các bạn phải xác nhận rằng tài khoản của các bạn liên kết với lại App Store cũng như là CH Play. Khi xác nhận xong thì các bạn mới tải nó về được. Các bạn vui lòng chờ nó tải xong thì các bạn sẽ mở được cái app mà các bạn mới tải về. Rồi các bạn mở nó lên ạ. Rồi khi các bạn mở nó lên á thì nó sẽ hiện lên màn hình đầu tiên là các bạn đăng nhập địa chỉ mail. Thì ở dưới màn hình á là các cái luồng mail, có các địa chỉ mail mình hay còn gọi là đuôi mail mà cái app Outlook 365 này chấp nhận liên kết. Rồi mình có địa chỉ mail của Office 365 nên mail đầu tiên á, mình đăng nhập sẽ là mail của 365. Rồi khi mình đăng nhập tên của địa chỉ mail 365 vào á, thì nó sẽ liên kết với lại cái trang đăng nhập của Office 365. Nó các bạn thấy đây là trang đăng nhập của Office 365. Rồi khi các bạn đăng nhập xong thì nó sẽ hỏi bạn các bạn là các bạn muốn đăng nhập tiếp tài khoản khác hay không. Nếu các bạn muốn tiếp tục thì các bạn bấm vào thêm, còn không thì các bạn chọn là có thể để sau, mình chọn thêm. Cái mail thứ hai mình đăng nhập là một cái mail của Gmail. Rồi sau đó mình bấm vào thêm tài khoản. Rồi nó lại liên kết cho các bạn á, vào trang đăng nhập của Gmail, tức là đăng nhập bằng Google. Tài khoản Gmail là trên Google nha các bạn. Rồi mình nhập password chưa? Rồi sau khi mình đăng nhập thành công á, thì nó sẽ hiện lên một trang thông báo là các bạn có đồng ý với các điều kiện thỏa thuận sau hay không. Thì các bạn vui lòng là đọc sơ qua và tìm hiểu xem là các bạn có muốn chắc chắn là đồng ý các thao tác vừa rồi hay không. Nếu các bạn đồng ý á, thì các bạn chọn là cho phép, còn không á, thì các bạn chọn là hồi ý. Đây nó giống như là một chính sách của quyền riêng tư và điều khoản để sử dụng dịch vụ của Microsoft trên app cũng như là service. Rồi sau khi các bạn bấm đồng ý thì nó sẽ hiện lên các bảng là các bạn chọn là bật thông báo hoặc là không. Thì bật thông báo này á là nó có tác dụng rất là hữu ích cho các bạn. Ví dụ như là các cái mail đến thì nó sẽ hiện lên thông báo cho các bạn. Rồi Outlook muốn gửi thông báo cho các bạn thì cái này á nó cũng giống như tương tự như cái trước. Thì các bạn có muốn Outlook hiện thông báo cho các bạn hay không thì các bạn chọn có hoặc là không, chấp nhận hoặc là không chấp nhận. Thì mình chọn tất cả đều chấp nhận. Rồi sau khi mình liên kết hai tài khoản á, thì mình vào cái trang mà có cái icon bằng cái ngôi nhà á, thì mình sẽ thấy được cái
các cái mail của Outlook cũng như là mail của Gmail nó hiện tại đây tại hộp thư đến đó các bạn thấy đó, rất tiện ích đúng không các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ muốn thêm một cái mail khác, đó là mail của iCool. Mail này là dành cho những các bạn dùng điện thoại iPhone. À, các bạn có câu hỏi là có muốn hỏi là lý do tại sao mà mình hướng dẫn các bạn sử dụng luôn, đăng nhập luôn cái tài khoản iCool vào đây không ạ? Tại vì như thế này, một số bạn chơi game á, thì các bạn hay sử dụng cái tài khoản iCool để các bạn thanh toán tiền hoặc là mua game nào đó vân vân. Thì đây là mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Tại cái tài khoản iCool á, thì các bạn bắt buộc á, là phải tạo mật khẩu dành riêng cho các ứng dụng. Cái này đó là chính sách xác thực hai bước của tài khoản iCool. Thì cái bạn nhấp vô cái đề xuất của họ thì nó sẽ ra một cái trang support của Apple. Thì các bạn chọn cho mình là Apple ID account pay thì nó sẽ vào trang đăng nhập ID của các bạn. Rồi các bạn xác nhận. À, đối với cái trang này thì các bạn dùng iPhone thì các bạn quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Rồi. Ở đây nó cũng có các cái là tài khoản bảo mật thiết bị vân vân. À, thì mình chỉ có chú tâm đến cái mục thứ hai đó là mục bảo mật. Rồi, mục bảo mật trên đầu tiên là cái mật khẩu. Cái này thì đối với các bạn hay thay đổi mật khẩu của tài khoản iCool của mình thì các bạn biết đúng không ạ? Này, cái này thì mình không có thao tác cho nên mình bỏ qua, mình bấm hủy. Rồi số điện thoại tin cậy thì các bạn chắc chắn không biết đúng không ạ? Rồi, cái quan trọng của các bạn là cái này. Ở đây thì các bạn nhập nhãn cho mật khẩu để liên kết với lại app. Thì các bạn nhập bất kỳ, bất các bạn nhập tùy thích, các bạn nhập như thế nào cũng được. Nó chỉ là cái bước, nó giống như là cái thông lệ của các bạn để các bạn tạo ra cái mã để xác nhận trên cái app thứ ba thôi. Rồi, một cái mật khẩu của dịch vụ app ạ. Các bạn lưu ý là cái mật khẩu này là cũng xác nhận là chữ in thường hoặc là chữ in hoa nha các bạn. Chữ thường hoặc là chữ in hoa nha. Rồi ok, sau khi các bạn có cái mã xác nhận trên app rồi á, thì có hai cách để các bạn lưu lại. Một đó là các bạn chụp hình như mình vừa thao tác. Hai á, là các bạn lấy tờ giấy ra các bạn ghi lại cái mã xác nhận sử dụng trên app. Rồi các bạn quay lại Outlook. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhập vào cái phần chỗ mật khẩu mà vừa nãy nó yêu cầu các bạn phải có xác thực sử dụng trên app. Thì khi mà các bạn có xong rồi các bạn chỉ cần nhập cái mã xác thực đó sử dụng trên app đó vào là ok. Chúng ta vào phần mật khẩu. Cái điều này là điều bắt buộc nha các bạn. Đây là một chính sách bảo mật của iCool, mình nghĩ là thế. Mình hay thao tác trên bằng việc thực hiện việc chụp và việc lưu lại cho nên cái thao tác của mình nó cũng gây khó khăn cho việc hướng dẫn video lần này. Mong các bạn thông cảm ạ. Rồi sau khi các bạn nhập thành công thì các bạn bấm vào đăng nhập. Rồi nó sẽ khi mà liên kết thành công thì các bạn sẽ thấy là cái hộp thư đến của các bạn là có cái hình biểu tượng của điện toán đám mây, tức là của đám mây. Rồi các bạn thấy không ạ? Cái icon đầu tiên là icon của Office 365, cái icon thứ hai là icon của Gmail, cái icon thứ ba là cái icon của tài khoản iCool. Rồi nếu như các bạn có thêm nhiều mail nữa thì các bạn cũng thao tác tương tự như vậy ạ.
Theo như mình nghĩ thì cái hộp thư chung là cái hộp thư dành chung cho những cái đồ mail chung một loại. Rồi bây giờ các bạn vào các cái địa chỉ mail để các bạn kiểm tra xem nó như thế nào. Và việc là các bạn sẽ bấm vào cái việc mà soạn thư mới. Thì khi các bạn bấm vào để soạn hộp thư mới á, các bạn sẽ thấy được là nó đang giới thiệu là tải Outlook từ US. Thì đây là chữ ký mặc định của cái app Outlook 365. Thì các bạn bắt đầu thao tác. Nếu mà các bạn muốn thay đổi chữ ký này á, thì các bạn sẽ nhìn theo hướng dẫn của mình bằng việc là thao tác trực tiếp trên cái app Outlook 365 để thay đổi cái chữ ký này. Đầu tiên là các bạn bấm vào cái icon của cái địa chỉ mail đó và các bạn bấm vào phần setting. Sau đó các bạn kéo xuống cái phần chữ ký, kết nối tài khoản. Thì các bạn tới đây các bạn sẽ thấy được là các chữ ký nó hiện diện tại ba tài khoản là Office 365, Google và tài khoản iCloud. Rồi các bạn tại đây thì các bạn sẽ thay đổi ba chữ ký đó đi ạ. Ba chữ ký của ba cái tài khoản đó. Ở đây mình sẽ đặt là test 01, test 02 và test 03 cho ba tài khoản là Outlook 365, Google và tài khoản iCloud. Rồi sau khi thay đổi xong thì mình sẽ đến phần là test mail. Mình sẽ vào một trong ba cái tài khoản mail mà hiện mình đã đăng nhập thành công. Mình chọn tài khoản iCloud để mình gửi mail cho hai tài khoản còn lại, đó là tài khoản Gmail hoặc là tài khoản Office 365. Ở đây mình sẽ test là test tài khoản iCloud gửi cho tài khoản Gmail. Rồi mình chọn chủ đề, mình chọn nội dung và mình gửi. Sau khi mình bấm tới gửi thì nó sẽ hiện lên bảng thông báo là thư đã gửi hoặc là đã gửi thư. Rồi mình vào tài khoản Gmail để mình kiểm tra. Rồi mình sẽ thấy được là cái tài khoản Gmail đã nhận được mail từ tài khoản iCloud gửi đến và hiện lên cái bảng thông báo của Outlook 365. Là cái mà vừa lúc ban đầu và các bạn setup mail á, thì nó kêu có xác nhận á. Rồi. À, việc gửi mail và nhận mail đã ok đúng không các bạn? Rồi bây giờ các bạn sẽ kiểm tra và sẽ thấy được là các tài khoản lưu trữ thì ở đây là mình có hai tài khoản, có tài khoản lưu trữ đó là tài khoản Outlook 365 và tài khoản của Google. Nếu các bạn muốn xóa thì các bạn vào chỗ tài khoản thư á, các bạn bấm vào bên phía tay phải á, các bạn sẽ thấy được là có dòng chữ xóa tài khoản thì các bạn xóa nó đi ạ. Rồi đây là cái gia các cái giao diện còn lại của Outlook số 5. Thì cái những cái giao diện đó thì mình thấy không quan trọng nên mình lướt nhanh qua cho các bạn thấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video lần này của mình. Hẹn gặp lại trong các bạn trong các video lần tiếp theo. Tạm biệt các bạn.